để tiếp tục chương trình văn nghệ thì cho phép Thùy Dương xin được gửi tặng tới tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, nhạc phẩm được mang tên Đường Về Hai Thôn. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ.